cáo với các bác, đây là con này là giọng thổ bộ rất là to và đẹp, cườm dày. Và con này tôi xin phép được đặt tên nó là clip số 88. Con này gáy gọi thì nó là đủ 4 hậu 1. Đó. Độ tuổi của chim thì nó rơi vào tầm 3 năm. Và con chim này nó là con chim bổi, được thuần hóa lâu rồi, đứng lồng cũng thuần rồi. Con này thì phù hợp với những cái chim theo kiểu treo ở những cái quán cà phê hoặc những nhà hàng treo xa xa. Chúng gáy gọi và chúng thỉnh thoảng thúc rất ok. Đó, nó không đó, đây là cái bộ cườm của nó rất là ok luôn. Bộ cườm của nó này, đứng ở trong cái lồng này. Đây là clip số 88. Con chim này là con chim chim rừng chứ không phải chim non nuôi lên nhé. Các bác lưu ý.